Dạ mô Phật, hôm nay là lần thứ ba chúng ta trình bày về môn Hán cổ, rồi hai bài tập về nhà, không biết mấy thầy mấy cô như quý Phật tử làm như thế nào ạ? Rồi có thấy dễ không ạ? Thì bài tập ở nhà cũng chính là một cái phần, vậy là nói về nội dung thì cũng là một phần để chúng ta thi, còn hình thức thi thì sẽ là như vậy. Nghĩa là phần bài tập lần đầu tiên để cho cả lớp chính là chúng ta phiên âm mà không cần dịch nghĩa, thì khi thi sẽ có cái phần phiên âm như vậy. Nhưng mà trong cái nội dung thì cái phần gọi là phiên âm không phải là chỉ có 20 từ hay 30 từ từng đó, mà chúng ta sẽ học hết trong nội dung của phần các nét cơ bản cũng như là phần bút thuận. Còn phần viết chữ bút thuận cũng vậy, hình thức là như vậy, có nghĩa là sẽ có 10 chữ và chúng ta theo cái bút thuận mà chúng ta viết cho đúng. Thì có nhiều học viên điện hỏi là có nộp bài hay không. Thì bài thì không cần phải nộp, nhưng mà chúng ta làm để cho biết cách để sau này vào thi chúng ta không phải bỡ ngỡ. Còn nội dung thì xin thưa lại là không phải chỉ từng nói chữ mà chúng ta sẽ học hết ở trong cái quyển sách giáo tài mà giảng viên đưa cho lớp. Ví dụ như phần từ vựng, trong phần bài tập lần thứ nhất thì chúng ta sẽ học ở trang 15 cho tới hết trang 20, 76 từ. Từ trang 15 cho tới trang 20, tuy là nói là 5-6 trang, nhưng mà thật ra chữ thì lớn, rồi cứ một hàng thì chỉ có 2 chữ, rồi mấy dòng cuối cùng như là 73 thì có 3 chữ, rồi 74, 75, 76 thì có 4 chữ. Thì những chữ từ trong đây là phải nói rằng đơn giản và có yêu cầu không khó, có nghĩa là chỉ yêu cầu phiên âm chứ không có yêu cầu viết tính cách như thuộc lòng như là các phần học chữ Hán khác. Rồi phần bút thuận thì chúng ta học chưa hết, thì hôm nay chúng ta sẽ trình bày cho xong. Còn hình thức thì đã đưa cho lớp, nghĩa là cách viết như thế nào thì đã trình bày rồi. Thì xin nhắc lại phần bút thuận cũng là một phần quan trọng trong nội dung thi. Thì chúng ta phải thuộc lòng cái định nghĩa. Bút thuận là thứ tự nét bút trong một chữ Hán. Rồi thứ tự nét bút thì tuân theo một số quy luật cố định. Rồi đương nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ. Ở đây tôi soạn ra là 11 quy tắc thì chúng ta phải nhớ. Hôm nay chúng ta ôn lại 11 quy tắc đó và chúng ta vào cái phần quy tắc mà chúng ta chưa học đến. Và quy tắc thứ nhất là ngang trước, sổ sau. Thì phần này chúng ta cũng có thể coi trong cái phần tài liệu trang 21. Phẩy trước, mác sau. Trái trước, phải sau. Trên trước, dưới sau. Rồi ngang trước, phẩy sau. Rồi giữa trước, hai bên sau. Như là chúng ta đã học giữa trước, hai bên sau rồi phải không ạ? Thì còn lại 5 quy tắc là ngoài trước, trong sau. Rồi vào trước, đóng sau. Nét ngang đáy, bộ quay xước. Và các chữ ngoại lệ thì đó là 11 quy tắc chúng ta phải chú ý. Thì mỗi quy tắc đều có một số từ ví dụ để bổ sung cho quy tắc đó. Và có thể quy tắc này có thể đưa qua quy tắc khác. Ví dụ như chúng ta thấy quy tắc thứ nhất ngang trước sổ sau. Thì tới cái chữ cộng này thì nó cũng là gì? Phần trên trước, là phần dưới sau, hoặc là chữ sĩ, hoặc là chữ thổ. Thổ và sĩ thì là nét ngang đáy. Như vậy một quy tắc này vẫn có thể gọi là theo một quy tắc khác cũng được, phần bút thuận. Bây giờ chúng ta vào quy tắc số 7 là vào trước, trong sau. Ngoài trước, trong sau cũng cho chúng ta 7 từ để chúng ta làm quen. Dạ xin hỏi các từ này chúng ta đã biết được từ nào ạ? Chu hoặc là châu. Chữ thứ hai, phong là gió. Chữ thứ ba, vấn là hỏi. Chữ thứ tư, đồng là giống nhau, cùng nhau.
chữ thứ năm nguyệt, chữ tiếp theo dùng, và chữ tiếp theo nữa nha. Ở đây là 7 chữ chúng ta chú ý. Giờ chúng ta đi vào cách viết của từng chữ. Chữ châu hoặc là chữ chu hay cách biên gọi là ngoài, trước, trong, sau. Chúng ta không thể đi viết ở trong rồi chúng ta bọc ở lại, mà ở ngoài chúng ta hãy biên trước. Thì cái này đã qua gọi là các nét cơ bản. Chứ thật ra nếu mà ôn lại các nét cơ bản thì chúng ta phải chú ý là nét sổ phẩy, rồi nét ngang, rồi gập, rồi sổ xuống, móc. Ở trong là chữ thổ, ở dưới là chữ khẩu. Và cái bài tiếp theo sẽ là bài lục thư, và tiếp theo là bài 214 bộ. Và cách viết cũng như cách học chúng ta sẽ nương vào cái phần quan trọng chính là 214 bộ. Cái một từ như thế này chúng ta chưa học bộ, nhưng mà chúng ta đã biết được một số, ví dụ như bộ thổ hoặc là bộ khẩu ở dưới, thì chúng ta tiếp theo một cái bộ ở ngoài kinh nữa thì chúng ta sẽ ra là chữ châu. Ở đây là cách học chữ Hán dễ nhất. Vừa qua chúng ta đã đi rất là căn bản, từ các nét căn bản, rồi qua cái phần bút thuận, và tiếp theo sẽ là phần lục thư, và cuối cùng trong học kỳ là phần 214 bộ. Học không phải là cao, nhưng mà chúng ta vẫn có từ để học. Và thi thì chỉ gói gọn ở trong phần các nét cơ bản và bút thuận. Còn lục thư và 214 bộ thì chúng ta sẽ dành cho cuối học kỳ. À, đây là chữ châu, có nghĩa là vòng quanh, như chúng ta nói chu vi. À, tiếp theo là chữ phong. Thì chữ phong này là phong giản thể. Giản thể có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái nét của nó đơn giản, nét của nó ít hơn. Còn phồn thể thì nét của nó sẽ nhiều hơn. Ở đây ví dụ như chúng ta thấy ở đây bao nhiêu nét? 1, 2, 3, 4. Còn nếu mà phồn thể thì trong đây chúng ta sẽ thấy rằng sẽ nhiều hơn. Cái chữ này tôi gọi là phồn thể. Và người Trung Quốc hiện nay gọi là có cái khuynh hướng là giản thể hóa tất cả những cái tiếng Hán của nước họ. Còn người Đài Loan thì vẫn giữ cái gọi là phồn thể. Còn ở Việt Nam chúng ta nếu học tiếng Hán cổ thì chúng ta học phồn thể. Còn nếu học Hán Kim để mà giao lưu hoặc là nói chuyện với người Trung Quốc thì chúng ta học tiếng Hán Kim. Như vậy Việt Nam chúng ta cũng phải nói rằng rất là phong phú về cái cách học. Còn Đài Loan thì chỉ là phồn thể, còn Trung Quốc thì giản thể. Và những cái văn bản cổ của người Trung Quốc hiện vẫn dùng là vừa phồn vừa giản. Thì đối với cái giờ Hán cổ mà Tuệ lên lớp thì Tuệ có gọi là đồng ý cho lớp muốn xài phồn, gọi là phồn thể cũng được, giản thể cũng được về cách biên. Nhưng mà đối với các vị giảng viên khác thì không đồng ý quan điểm này. Nếu giảng là giảng, phồn là phồn, sao biên chì tùm lum trong đây thì không đồng ý. Nhưng mà chúng ta học được cái giảng cũng rất là hay. Ở đây là chữ phong, có nghĩa là gió. Thì cách biên thì chúng ta cũng thấy là ngoài, trước, rồi mới vào ở trong. Chúng ta không thể viết chữ dấu xa này trước rồi chúng ta mới đi ra ngoài là sai. Như vậy cách biên là gì? Nét sổ như là sổ phẩy, rồi ngang, rồi cũng là gập, rồi móc, và nét phẩy, nét mác. Đây là chữ phong, phồn thể. Chúng ta qua chữ tiếp theo là chữ vấn. Vấn có nghĩa là hỏi, như là vấn đáp. Người hỏi, người trả lời, ta gọi là vấn đáp. Và thi vấn đáp cũng nghĩa là gì? Nghĩa là không phải thi viết, mà là thi bằng miệng. Ở dưới đàn Đồng Nai chúng ta thấy một bài, một phần là thi viết, một phần là thi vấn đáp. Và dưới đàn thành phố thì dường như là rất là ít cái hình thức thi vấn đáp. Thì dường như nghe là dưới đàn năm nay có thể là sẽ có chuyển một phần là thành vấn đáp. Nếu mấy thầy mấy cô thọ giới dưới đàn này thì chúng ta cũng chuẩn bị
các câu hỏi về giáo lý vân vân. Ở đây là chữ vấn. Thì cách biên chúng ta cũng thấy là bên ngoài trước rồi vào bên trong sau. Thì chữ môn này nếu mà thầy cô học tại chùa thì chúng ta sẽ thấy cách biên khác với cách viết của chúng ta. Khác ở chỗ nào? Là ở chùa chúng ta sẽ viết cái nét này trước, còn ở đây thấy cái nét sổ xuống trước. À, đúng không ạ? Hay là các thầy cô cũng là chưa học cái gọi là cách biên, không ai gọi là đặc biệt quan tâm. Chứ thật ra bút thuần khi mà tôi học chữ đầu tiên cũng ngạc nhiên, ủa tại sao biến cái này trước, không biến cái này trước. Thì mấy cô cũng nói là quen rồi, phải này trước thôi chứ không ai nói vì sao trước, vì sao sau. Nhưng mà trong chùa phần đông là khi mà học tiếng Hán, mấy cô sẽ chỉ cho mình biến cái này trước, rồi sau đó mới xuống cái sổ này. Còn đây là máy, cho nên chúng ta nhìn thấy là sổ trước, rồi ngang, rồi gập, rồi ngang, rồi ngang. Rồi sau đó mới tiếp theo cái nét sổ, rồi ngang, rồi sổ móc, rồi ngang, ngang, và bộ khẩu. Theo quy tắc là ngoài, trước, trong, sau. Thì các loại chữ như thế này rõ ràng chúng ta đều thấy có một quy tắc chung, đó là ngoài, trước, trong, sau. Thì đây là chữ đồng. Thì chữ đồng nó khác với chữ phong, với chữ châu là ở chỗ nào? Với chữ vấn. Thì chữ vấn thì chúng ta thấy là bộ môn. Còn mấy cái chữ này thì chúng ta thấy ở trong sẽ là bộ nhất, cái bộ khẩu. Còn chữ châu là bộ gì ở trong? Châu sẽ là bộ thổ và là bộ khẩu. Thì đây là chữ gần như là tương tự với nhau. Đây là đồng. Đồng nhau, cùng một loài hay là giống nhau là chữ này. Thì cách biên cũng là sổ phẩy, có nghĩa là hơi mềm một chút, và cũng là ngang, gập, sổ và móc. Và sau đó là cái chữ ở trong. À, chữ tiếp theo mà chúng ta đã học rồi là chữ nguyệt, cũng là bộ nguyệt. Thì trong phần để cho lớp quen với là tiếng Hán, tề đều phần có soạn phần bộ đưa cho lớp. Nhưng mà trong cái giai đoạn này thì chưa có yêu cầu chúng ta phải thuộc qua cái phần bộ. Chứ thật ra đều có những cái phần bộ cho lớp ở trong đây. Và chữ nguyệt là mặt trăng. Thì bữa cũng có anh chú Phật tử cũng hỏi sao giống bộ nhục. Thì bữa trước cũng trả lời rồi. Chữ nhục nếu chúng ta biên hoặc là máy vi tính thì chữ nhục nó sẽ ốm hơn chút. Nhưng mà hai chữ quá gần nhau cho nên là nhiều khi nhìn cũng không ra. Và khi dịch chúng ta cũng thấy là dịch là đại, là gì đó, nguyệt hoặc là nhục, là chính là cái chữ này. Ở đây là nguyệt là mặt trăng. Từ cái mặt trăng cũng có thể gọi là tháng. Ví dụ như đại nguyệt, chúng ta đã học rồi là gì ạ? Dạ thân đủ, tiểu nguyệt. À thân thiếu. Và tiếp theo một chữ khác. Thì chữ nguyệt này thì chúng ta cũng chú ý là ngoài, trước, trong, sau. Dấu sổ phẩy, rồi ngang, cũng là gập, rồi móc, hai nét ngang ở trong. Nhớ là đừng bao giờ chúng ta viết hai nét ngang, rồi chúng ta viết ở ngoài là sai. Và chữ tiếp theo là chữ dùng, nghĩa là dùng. Thì cũng như vậy, sổ phẩy, rồi ngang, rồi gập, sổ, móc, và ở trong cũng là ngang, ngang và sổ. Như vậy ba chữ này là chữ dụng, chữ đồng và chữ châu hơi gần giống nhau, chúng ta phải chú ý ba chữ này. Tiếp theo chữ là chữ nhàn. Và chữ nhàn nếu mà học mà biết bộ rồi thì chúng ta học cũng rất là nhanh. Bằng cách nào? Là chúng ta nói ngoài là bộ môn, trong là bộ nguyệt. À, ra chữ nhàn nghĩa là chúng ta ở trong cửa, từ trong nhà, trong cửa mà chúng ta nhìn ra ngắm trăng thì có nghĩa là nhàn nhã. Còn ai bận rộn phải nói rằng không có thời gian để mà ngắm ánh trăng, dù ánh trăng rất là đẹp. Ở đây là chữ nhàn. Thì quy tắc viết chúng ta cũng chú ý là ngoài, trước, trong, sâu.
Và khi qua phần bộ thì chúng ta chú ý khi mà Tuệ thiết kế chữ như thế này thì có định dạng cho nó, là nếu là bộ thì nó sẽ là màu xanh. Trong đây có ra chữ màu xanh, màu xanh. Và cái chữ không phải là bộ thì sẽ là màu đỏ. Nên mà nếu nhìn ở đây thì không có rõ, nhưng nếu mà chúng ta đem cái phần này về trong máy vi tính thì chúng ta sẽ thấy màu xanh rất là đẹp. Còn máy chiếu thì cái màu của nó hơi bị gọi là không có chính xác bằng cái phần mềm mà Tuệ soạn, là màu xanh rất là đẹp. Và ở trong là màu đỏ. Nếu vậy chữ là màu xanh, tất nhiên là cái phần mềm này nó sẽ gọi là xác định là màu xanh. Đó, cho chúng ta nhớ. Như vậy là đã xong cái quy tắc thứ 7. Chúng ta qua quy tắc số 8. Và quy tắc số 8 nó cũng gần giống như quy tắc số 7. Ở chỗ nào cũng là ngoài trước, trong sau. Nhưng mà thêm một cái gì nữa, vào trước rồi chúng ta mới đóng lại. Thì các tự chữ mà ví dụ ở trong đây thì chúng ta thấy là không phải là hở, như hồi nãy là ngoài rồi ở trong. Bây giờ có thêm một cái nét gọi là gì? Và chữ đầu tiên là cái gì ạ? Điền. Và chữ thứ hai, chữ thứ ba. Cái hai chữ này nhìn thế này chúng ta nhìn rất là dễ phân biệt. Và đây là nhật, và đây là viết. Như lần trước tôi nói vào trong chữ rồi. Hoặc là khi viết, người viết nhiều khi gọi là viết nhanh, chữ nhật nhiều khi nó ra chữ viết ra chữ nhật. Hai chữ này cũng là khó nhận xét. Và như lần trước có chữ đáng thì rõ ràng là bộ nhật vì nó là ngày. Nhưng chúng ta thấy họ cũng viết dẹp xuống. Đó, cho nên có nhiều từ rõ ràng khác, nhưng mà khi viết rồi chúng ta khó phân biệt. Và chữ tiếp theo là mục, và chữ tiếp theo là nhân, và chữ cuối cùng là tự. Nghĩa là nhà chúng ta xem bài trước cũng rất là tốt. Giờ chúng ta xem ý nghĩa và cũng như là cách viết. Đó, nếu mà gọi là quy tắc như hồi nãy, quy tắc số 7, ngoài trước trong sau, hay tới đây chúng ta thấy là ngoài trước trong sau. Thêm một nét nữa là làm không kịp. Ở đây nghĩa là tới ngang đây thôi là chúng ta thấy rõ ràng là ngoài trước trong sau, quy tắc số 7. Nhưng tới quy tắc số 8 thì chúng ta phải nhớ cái gì nữa? Vào trước trong sau. Thì tới đây là vào trước rồi đó. Có nghĩa là vào trước rồi chúng ta sẽ gọi là đóng nó lại. Chứ chúng ta không thể nào đóng rồi chúng ta viết ở trong. Cho nên gọi là vào trước rồi đóng nó lại. Thì cách viết nhiều khi đã nói là thầy cô như quý Phật tử, vì viết là giảng viên không biết chúng ta viết như thế nào, thì chúng ta vẫn có thể là chúng ta đóng hành cái chữ này, chúng ta muốn múa gì ở trong đây cũng được. Nó cũng ra chữ điền. Nhưng mà đúng quy tắc của nó là không ai mà đóng rồi gọi là nhốt lại mà đi vào được cả. Nghĩa là chúng ta phải chú ý cách viết là vào trước. Từng nên thôi thì chúng ta nói là ngoài trước, trong sau. Nhưng mà thêm một cái nét gọi là đóng nó lại thì chúng ta nói rằng vào trước rồi chúng ta mới đóng lại. Nó là như vậy thì mới đúng gọi là cách viết. Thì đây là chữ điền và cũng là bộ điền. À đây là ruộng, điền là ruộng. Tiếp theo là chữ nhật, chúng ta cũng học rồi. Bây giờ chỉ đưa vào ở trong bộ cho chúng ta làm quen. Là cũng như vậy, chúng ta phải vào trước cái nét ở trong, rồi chúng ta mới đóng cái cuối cùng. Thì thi mà ra bút thuận là yêu cầu chúng ta những cái chữ như thế này vừa vặn cho chúng ta làm. Ví dụ như trong bài lần trước không có chữ, biết có chữ điền chưa, nhưng rõ ràng chữ điền này là những cái loại chữ để cho chúng ta viết, vì nó cũng là vừa tầm cái số nét. Và cách viết bút thuận là lớp có gì thắc mắc không ạ? Nếu không thắc mắc chúng ta cứ theo đó mà viết. Tại tin rằng ngồi đây thì ai cũng nắm được, nhưng mà dù sao cũng có một số người không lên lớp, cho nên là không hiểu ý cái bút thuận.
Rồi khi mà cho cái phần múc thuận này thì phải nói rằng cho 5 ô như thế này hay là 8 ô, tôi nói khoảng 8-9 ô. Ta đừng có vi phạm cái điều gọi là làm bài tập cái này. Thì ở ngoài đây sẽ có cho chữ điền. Thì cách viết đã nói rồi, ô thứ nhất thì chúng ta phải vẽ một nét, ô thứ hai thì chúng ta vẽ tiếp theo. Nhưng mà có bài làm thì chỗ nào cũng là viết như thế này, viết cho hết, cho tới 8 ô, 9 ô nộp cho giảng viên. Thì phải là cách viết như vậy, thì nhiều khi phải đến gần 10 điểm thì chỉ còn có một điểm rồi là cho cái công viết thôi, phải đúng như vậy. Nghĩa là chúng ta làm sai ý, mà lớp thì tệ nói là hướng dẫn cách thi. Thì tệ tin rằng ngồi đây ai cũng nắm được cách thi, nhưng mà khi chấm vẫn còn một số bài viết như thế này. Nghĩa là viết hết chữ điền hay bất cứ chữ nào thì viết cho hết, cho tới gọi là ô cuối cùng luôn. Hay là chưa hiểu được ý giảng viên, cách này là sai, chúng ta đừng có vi phạm là không có điểm. Chúng ta qua chữ viết thì viết nó cũng giống như Nhật, mà chỉ dẹp một chút mà thôi. Ví dụ Phật viết, nghĩa Đức Phật nói rằng, Khổng Tử viết, Khổng Tử nói rằng, ngã viết có nghĩa là tôi nói rằng, thì chữ viết này có nghĩa là nói rằng. Và qua một chữ tiếp theo, thì chữ này nó cũng gần giống như là bộ Nhật hồi nãy, hoặc là bộ viết, nhưng mà khác nhau ở chỗ nào? Nghĩa là trong nó có tới cái hai nét gạch. Còn bộ viết hoặc là bộ Nhật nó chỉ từng đây hết, ở trong chỉ là một nét. Thì mấy cái từ này mấy thầy mấy cô học rồi thì đối với chúng ta không khó, nhưng mà đối với người Phật tử, từ những cái mà đóng góp ý kiến cũng như đưa lên ở cô ơi sao cái chữ này nó gần giống nhau, là biết rằng họ chưa phân biệt được chữ, nhiều khi chữ viết rồi chữ Nhật. Hôm nay là chúng ta thấy chữ mục cũng phải là khó, nhưng đối với người mới học là cũng là để ý và khám phá ra dường như nó gần giống như nhau. Thì đây chỉ khác có gọi là bên trong hai gạch, thì chúng ta nhớ là mục con mắt. Chữ tiếp theo nữa là chữ nhân. Thì chữ nhân này chúng ta cũng sẽ học tới rất là nhiều. Thì cách viên chúng ta cũng nhớ là vào trước, từ cái ngoài trước, rồi trong sau, rồi tiếp theo là vào trước, rồi đóng sau. Và ở trong là chữ gì ạ? Là đại. Như vậy ở ngoài thì chúng ta nói bộ khẩu hay là bộ vi, là bộ bao. Thì rõ ràng đây sẽ là bộ vi, vì bộ khẩu chúng ta sẽ biết ít khi mà có cái từ nằm ở trong. Từ nằm ở trong nó sẽ biến thành bộ vi, là bao. Còn cái chữ ở ngoài, như tề nói, hai chữ gần nhau để viết, thì chúng ta không biết cái chữ này là khẩu hay là vi. Vì sao? Vì chữ đây nó to, cho nên là chúng ta thấy giống như là chữ vi. Nhưng mà người ta nói chữ khẩu cũng được, vì tôi miếng viết lớn. Còn khi nào hai chữ gần nhau như thế này thì chúng ta biết đây là khẩu, ở đây là vi. Còn chữ vi thì phần đông ở trong nó sẽ có chữ khác, có bồ khác. Là chữ tứ. Như vậy là số đếm chúng ta dường như là học rất là nhiều. Nhất nhì tam tứ, là ngủ như chưa. Là lục, thất là chưa. Chưa, thấy chưa. Bát, tám, cửu là có gọi là so sánh. Rồi thập, như vậy chúng ta chỉ còn sót một, hai số chưa biết mà thôi. Ở đây là tứ có nghĩa là bốn. Chúng ta qua một quy tắc khác là nét ngang đáy. Nét ngang đáy cũng có sáu chữ. Và cái chữ này thì trong đây cũng có một số từ đã học rồi. Và từ nào đã học rồi ạ? Dạ vương. Và từ nào nữa? Thổ, sĩ. Thì đây chúng ta thấy chữ đầu tiên là cũng là chữ vương, mà ở trên nó có bồ nhân. Mà chính cái chữ này để nói hơi đặc biệt một chút. Rõ ràng chúng ta thấy chữ nhân ở trong đây, nhưng mà khi tra từ điển thì ta nói bộ gì? Bộ nhập.
nó hơi lạ chỗ này. Thì đây là chữ toàn, có nghĩa là toàn bộ, đầy đủ, toàn vẹn, tất cả chính là chữ toàn này. Thì mấy cái bộ, nếu mà sau này thi về bộ, thì cái phần bộ này thì tệ cũng có sự du di, vì chúng ta biết học bộ không phải là hoàn toàn. Nhưng nhìn đây là chúng thấy hết rõ ràng là chữ nhơ. Nhưng đưa vào bộ nhập như thế này, thì không phải là ai cũng biết được, trừ khi chúng ta tra từ điển. Và khi tra thì rõ ràng từ điển rất là nhiều, thì chắc có lẽ cũng có một từ điển đưa vào bộ nhơ. Nhưng một số từ điển đưa vào bộ nhập như thế này làm cho chúng ta nhiều khi cũng lúng túng khi phân tích bộ. Ở trên đây cho là bộ nhập, chúng ta biết cái chữ sâu, gọi là cái nét sâu phải lên trên, bây giờ nó xuống như thế này. Thì chúng ta chú ý một số từ đặc biệt khi phân tích bộ. Ở đây là toàn. Thì chữ toàn ở đây chúng ta không phải chú ý ở trên mà chú ý chữ dưới. Thì đừng lẽ chữ vương học trước mà đưa chữ toàn. Thì chúng ta thấy ngang, ngang, sổ và cái nét gọi là ngang đáy cuối cùng, lúc nào cũng biên sâu, gọi là nét ngang đáy. Chữ tiếp theo cũng vậy, là chữ công. Công là người thợ. Chúng ta thấy ngang, rồi sổ, rồi ngang. Ngang trước, sổ, hoặc là trên trước, dưới sau. Nhưng mà đây chú ý là nét ngang đáy. Nét ngang đáy chúng ta nhớ là viết sau cùng. Đó, cái quy tắc này yêu cầu chúng ta nét ngang đáy là phải viết sau cùng. Một chữ khác nữa mà chúng ta đã học rồi, thì chúng ta phải biên như thế nào? Ngang, ngang, rồi sổ, rồi ngang. Chứ đừng có mà chúng ta viết gọi là cứ thấy khỏe là viết ngang ngang như thế này, rồi chúng ta cho một cái cây xuyên như thế này là sai. Nhưng mà tệ nói nhiều khi nó đã ra chữ như thế này thì rõ ràng không biết chúng ta viết như thế nào thôi. Nhưng mà nếu đưa vào cái phần bài tập quốc thuận là chúng ta nhớ nét thứ nhất, rồi nét thứ hai, rồi nét thứ ba, rồi nét thứ bốn là chúng ta nhớ là đóng nó lại thì mới đúng. À, đây là chữ vương thì đã học rồi. Và tiếp theo thì chữ thổ cũng học rồi, cũng đưa vào để dẫn chứng ví dụ vào trong cái quy tắc gọi là nét ngang đáy. Nghĩa là ngang, sổ và nét ngang đáy. Chữ sĩ thì khác chữ thổ ở chỗ nào? À, đúng rồi, nét ngang đáy ngắn hơn. Thì cái này rõ ràng là chúng ta cố gắng đừng có sai. Tại người mà chấm điểm nhiều khi khó khăn mà để thấy chúng ta viết cái chữ này nó ngắn như bộ thổ, là có nhiều người sẽ cho gọi là không điểm về chữ sĩ. Yêu cầu viết chữ sĩ chúng ta phải viết nét trên dài một chút, nét dưới ngắn một chút. Còn nét bộ thổ, chữ thổ thì chúng ta nhớ là trên ngắn và dưới là dài. Thì chúng ta nhớ đây là mặt đất cho nên nó kéo dài ra, thì chúng ta sẽ viết đúng hai chữ này. Và chữ này thì chúng ta cũng là thấy rất là quen thuộc. Chúng ta học thiên can, ở đây nằm ở trong can nhâm. Thì chữ cũng là chữ sĩ, ở trên có dấu phẩy. Ở đây là một số từ gọi là nét ít mà nó cũng có ý nghĩa. Vậy chúng ta đã xong cái phần gọi là nét ngang đáy. Qua cái quy tắc tiếp theo là bộ quay xước. Ở đây gọi là bộ quay xước. Ở trong bộ thì ghi là bộ xước. Thì bộ xước có nghĩa là một cái cử động, một động tác nào đó tiến hành rồi lại ngừng, hay đi rồi lại ngừng vân vân. Người ta nói là cái bộ quay xước này. Cho nên những gì thuộc về động tác, thuộc về một cái gì gọi là đi hay đứng hay là làm cái động tác nào đó ngừng, người ta thường hay dùng cái bộ này. Thì mấy cái bộ này cách viết hơi khó. Cho tới giờ tại viết cái chữ thì tờ cũng thấy nó mệt, không có đẹp tí nào ở trên. Nhất là ngoằn ngoèo mấy cái chỗ này, chấm ở trên, rồi ngang, rồi đưa xuống, móc móc đột quẹo qua như thế này, viết rất là khó đẹp. Viết hồi nó cũng ngoằn gì đó, nhưng mà hôi nó ra thì cũng là bộ xước, thì cũng đúng, nhưng mà thấy viết không đẹp cái chữ này. À, đây là bộ xước, hoặc là bộ quay xước. Thì chúng ta để ý, nếu mà có vi tính được, chúng ta đem những phần mềm này xem họ viết. Nè, cái viết như thế này, chấm ở trên,
rồi ngang, rồi biên xuống, rồi ẹ qua, rồi dày đưa xuống. Nhảy nhát này chúng ta thấy mấy nét à? À, 4 nét, giỏi. Nó nhìn dường như chỉ có 2 nét hoặc là 3 nét, nhưng mà từ điển là cho chúng ta tới 4 nét. Nghĩa là nói rằng chấm đây 1 nét, rồi ngang đây thì nét, rồi đi xuống như thế này là ngừng đây nét, rồi đưa qua đây thêm 1 nét nữa. Hay là mấy chú ở đây là có học tiếng Hán rất là kỹ. Còn nếu mà không nhìn, không có phải là để ý từ điển, chúng ta nhìn không thấy 2 nét à, thì rõ ràng chúng ta biên có 2 nét chứ không có nhiều. Chấm 1 cái, rồi chúng ta biên dày 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 cái thấy có 2 nét, vì chúng ta chưa có nhấc cái bút lên là 1 nét. Chấm đây, ngưng 1 nét. Còn này chúng ta biết 1, cũng không có nhấc nước bút lên bao giờ, cho nên nó chính là 1 nét. Nhưng mà tra từ điển hãy nói rằng 4 nét. Chúng ta qua các từ vựng. Thì những từ vựng trong đây tuệ chỉ là lấy cái phần gọi là giảng thể cho chúng ta dễ học, vì có những cái từ mà mới đầu tiên mà yêu cầu chúng ta học phồn thể thì không phải là dễ học. Chúng ta qua chữ đạo đầu tiên và các chữ khác, chúng ta sẽ thấy rằng phồn thể rất là nhiều nét. Và đây là chữ đạo rất là quen thuộc của chúng ta. Giờ chúng ta đọc tập đếm chữ đạo này coi bao nhiêu nét. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giờ như vậy rõ ràng cái này là 4 nét. Nên là khi phần mềm nó làm xong nó cũng báo cho là 4, là 13 nét. Hoặc là tra từ điển thì từ này cũng là 13 nét. Như vậy rõ ràng chúng ta nhìn chữ này mà chúng ta cứ nghĩ là 2 nét thì rõ ràng nó không đúng với từ điển. Nhưng mà cũng có một số từ điển các thầy cô tra, chúng ta thấy từ này người ta quy là 3 nét cũng có nữa. Vậy là cũng không có hoàn toàn chính xác về cái số nét lắm, nhất là những cái số từ mà phức tạp như thế này. Thì chữ đạo ở trong chúng ta khoan chú ý, ở đây cái quy tắc này muốn nói cái gì? Bộ quay xước hay là bộ xước này lúc nào cũng biên sau cùng. Chữ nào không biết, nhưng mà chúng ta cứ viết trước và sau đó chúng ta viết cái bộ quay xước. Và cái nét cuối cùng này làm sao chúng ta đỡ cái chữ ở trong đó được thì phải nói rất là hay. Và chính là cái quy tắc tiếp theo, bộ quay xước chúng ta viết sau cùng. Và đây là chữ đạo. Chữ đạo mà nếu mà chúng ta chiết tự qua phần lục thư thì chúng ta sẽ chiết tự để mà chúng ta dễ học. Ở đây chữ đạo một cái chữ rất là hay, tệ cũng chiết tự trước. Thật ra không phải là tệ từ chiết tự, mà đây là lời của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Khi mà dẫn chứng hay là giải thích chữ đạo này thì Hòa Thượng nói 2 nét trên là 2 chấm, là tượng trưng cho âm dương hay là tượng trưng cho vũ trụ vạn hữu. Ở trong đây là 2 cái nét này, âm dương chúng ta biết là tượng trưng cho tất cả. Rồi cái nét nhất ở đây, ý nói là như nhất, bản thể nó chỉ là 1, là nhất. Rồi ở dưới chúng ta thấy là chữ gì? Chữ tự. Tự có nghĩa là tự mình, nghĩa là bản thân mình. Mà nếu bỏ dấu phẩy ở trên mà chỉ có dưới là gì? Bộ mục, là con mắt. Như vậy ghép ý nghĩa này cũng như ý nghĩa bộ xước là phải thực hành, phải đi, thì chúng ta thấy rằng bản thể, bản tâm hay là đạo thì nó vốn là nhất như. Và nó phải tự mình. Tự mình làm gì? Tự mình thấy bằng cái chánh kiến và sau đó tự mình thực hiện. Ở đó chúng ta hãy phân tích một chữ mà ra như vậy. Các quý vị tự thấy tiếng Hán có khó học không ạ? Rất là khó đúng không? Nhưng mà khi hiểu được chúng ta sẽ thấy rất là hay. Ở đây là đạo đường. Trong Phật học phổ thông chúng ta biết chữ đạo chia ra rất là nhiều nghĩa. Đạo là con đường, đạo là đạo lý, và đạo là bản thể vân vân. Chính là chữ đạo này. Chúng ta qua tiếp chữ khác. Đây là chữ biên, là bên cạnh. Thì trước khi giải thích giảng thể, chúng ta thấy đây là chữ phồn thể.
19 nét. Chính vì thầy nói là nếu mà thầy đứng lớp thì thầy đồng ý, và chính quan điểm này thì quý thầy quý cô trong khoa lại không đồng ý. Thế sao mà đưa cho người ta giảng thể làm chi? Nhưng tôi nói mới học cũng như là học sinh cũng cần thiết mà biên cái chữ như thế này, trong khi giảng thể chỉ cần biên có chữ ở dưới đây với bộ xước thì phồn thể biên như thế này. Đó. Rồi đây còn giảng nữa, chỉ còn là bộ lực, ý là như vậy chúng ta thấy rất là giảng. Như vậy cái bộ xước này chúng ta học rồi, chúng ta nói bộ xước ở bên đây còn mấy nét? Còn có 2 nét là như vậy. Và đây thì một cái từ điển khác chúng ta thấy rõ ràng ở bên đây mấy nét? 1, 2. Vậy cái bộ này ta tính mấy nét? 3 nét, cho nên đây là 5 nét. Đó, như nãy để nói đây cũng là điều tra trong cái phần gọi là từ điển. Và để cho đại chúng thấy rằng cách đếm nét cũng như hiện giờ những cái nhà ngôn ngữ học khi mà ta phân tích bộ cũng như là phân tích nét không phải là hoàn toàn tuyệt đối. Nhưng mà tại chúng ta học ở tại lớp cho nên là nhiều thi sẽ có một số nét, một số cái quy tắc chính thức để chúng ta làm theo. Cái chấm bài nhiều khi tệ nói tệ cũng rất là du di rất là nhiều. Nhiều khi là yêu cầu đếm nét. Rõ ràng cái chữ đó 10 nét với thầy mấy cô đề 9 nét rồi 11 nét tùm lum hôi hôi cũng gọi là thông qua cái phần nét đó là như vậy. Rồi phần bộ cũng vậy, khi học bộ chúng ta sẽ thấy tệ cũng không có phải là tuyệt đối, nhưng mà nó cũng sẽ có một số quy tắc để chúng ta làm việc. Ở đây là chữ biên, như là trong chữ biên giới, nghĩa là nằm bên cạnh. Đây là chữ biên này. Khi biên thì chúng ta được biên chữ này, nhưng mà khi nhìn thì chúng ta nhìn chữ này. Như bài học của chúng ta thì chưa có chữ này nhiều đâu, không phải lo. Thì khi ra mà ở trong cái phần từ điển, nhìn như chữ biên này thì cũng không có đưa vào. Nhưng mà có đưa thì tôi cố gắng kiếm một số từ hữu biên, ở trong đây có chữ hữu biên. Thì kiếm từ khi mà ra bài tập thì cũng kiếm một số từ có ý nghĩa cho lớp. Chứ còn quy tắc là biên thì chúng ta được quyền biên chữ này, nhưng mà nhìn thì chúng ta chịu khó nhìn chữ này. Nhìn có nghĩa là gì? Giảng viên sẽ cho chữ này thì chúng ta đọc là biên, nhưng mà giảng viên cho chữ biên này thì chúng ta có thể viết chữ này, ý là như vậy. Có nhiều người nói bắt viết bắt học hai thứ, nó phải bắt học. Chúng ta không thích giảng thể thì chúng ta cứ học phồn thể. Nhưng mà khi cho giảng thể có nghĩa là chúng ta có quyền được viết đơn giản như chữ này, rất là khỏe. 5 nét cho tới 19 nét, chúng ta hơn nhau bao nhiêu nét? 14 nét. Và nhìn cái chữ này, Phật tử mới đầu tiên đưa chữ này phải nói là chạy trước, vì thấy cái chữ gì không hiểu chữ gì, đúng không ạ? Đó, giảng thể, phồn thể khác nhau ở chỗ đó. Và tiếp theo một chữ khác, thì cái quy tắc này chúng ta nhớ lúc nào bộ xước cũng viết sau cùng. Và viết người viết đẹp thì sẽ đỡ cái chữ, đỡ cái chữ mà nằm ở trên, ở trong cái bộ xước này. Và chữ tiếp theo là chữ đạt. Như vậy là hai chữ này nếu chúng ta vừa ghép với cái chữ đạo hồi nãy thì chúng ta sẽ được gọi là đạo hiệu của Hòa Thượng Phó Viện Trưởng ở trường chúng ta, mà là chủ trì chùa Bát Nhã, Ngài viên tịch rất là sớm. Nghĩa là tuổi thì cũng là hưởng thọ, nhưng đối với chúng ta đây cũng là một sự mất mát rất là lớn, vì Hòa Thượng phải nói rằng rất là quan tâm cho cái ngành giáo dục, mà thường phải nói rằng tịch với lứa tuổi 60 số mấy, chính là Hòa Thượng đặc đạo. Nghĩa chúng ta ghép từ này với chữ đạo đầu tiên. Thì đây cũng là chữ đạt, nghĩa là đạt đến. Thì cũng tất nhiên là cũng sẽ có phồn thể để bổ sung cho chúng ta. Nhưng mà yêu cầu chúng ta nhìn cho được cái chữ, viết cho được chữ đạt này. Thì chữ đạt này đơn giản ở chỗ bên trong chúng ta sẽ thấy là chữ gì? Chữ đại. Và có bộ xước nữa thì chúng ta đọc ra là đạt. Chữ y ngắn viết dài lên chút, thành ra là chữ đạt. Ở đây là chữ y đại.
mà viết dài lên có dấu ngang hình chữ tờ, thành ra là đạt. Thì ở đây cái chúng ta thấy cũng gần như tiếng Hán chúng ta, đại thêm một xước thành ra là đạt. Từ nó cũng hơi hơi gần giống nhau. Ở đây là phụng thể. Và tiếp theo là chữ tiếng. Và chữ tiếng có nghĩa là tiến lên. Và cái bộ này rất là dễ nhớ. Nếu chúng ta nhớ ở trong của nó hay ở trên của nó là chữ gì ạ? Chúng ta xài điện thoại, chúng ta sẽ thấy người ta hướng dẫn chúng ta gọi là bấm số gì đó, sau có cái nút thanh là chính đây. Nút thanh. Nút thanh cái bộ xước thì ra là tiếng. Và tiếng cũng có phồn thể, chính là bên nó đổi khác đi thành ra một cái chữ khác, chính là chữ truy. Còn ở trên thì chúng ta thấy là nút thanh ở trong cái điện thoại là tiếng, tiếng lên. Bộ này chúng ta chú ý lúc nào bộ xước là cũng viết sau cùng, gọi là bộ quay xước. Tới chữ tiếp theo là chữ viễn. Chữ viễn có nghĩa là xa. Thì các từ vừa dẫn chứng ở trên, ví dụ ở trên đều là có phồn thể. Thì đây là 7 nét, còn cái chữ phồn thể là 14 nét. Đây thì chúng ta chú ý nhìn. Và khi viết, chúng ta được viết chữ ở trên. Và ở trên là cái chữ ở trong chúng ta học chưa? Chắc là chưa, phải không ạ? Dạ, ở trên là chữ nguyên. Là chưa học đến. Vậy là 7 nét. 1, 2, 3, 4. Là bộ xước tính thành 3 nét. Thành 7 nét. Ở đây là chữ viễn. Và cái tới chữ tiếp theo là chữ phản. Thì lại không có giản thể. Nó chỉ có một chữ này thôi. Ở đây là chữ phản, có nghĩa là quay trở về. Như phản văn tự tánh, ta cũng dùng chữ phản này. Thì ngày hôm qua là lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm. Phản văn nghĩa là quay cái tánh nghe mình lại. Ở đây cũng là một hạnh của Bồ Tát Quán Âm. Một mặt thì trong kinh Phổ Môn thì nói rằng nghe âm thanh, Quán Thế Âm là nghe âm thanh của chúng sanh. Nhưng một cái công hành tu của Ngài chính là quay lại để lắng nghe cái tự tánh của mình. Và nếu học kinh Lăng Nghiêm cũng như học kinh Pháp Hoa thì chúng ta sẽ được nhắc tới Ngài Bồ Tát. Và trong kinh gọi là Bát Nhã cũng là tên của Ngài được nhắc tới là Quán Tự Tại, cũng là Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm rất có duyên với chúng sanh ở cõi Ta Bà. Cho nên ở Việt Nam chúng ta cũng vậy, mà bên Trung Quốc cũng vậy. Nghĩa là vào chùa, người Phật tử có thể là không biết tượng đó là Phật Bổn Sư hay Phật gì, nhưng mà nhìn tượng Quán Âm là biết đó là Bồ Tát Quán Âm. Nó hay như vậy. Vì từ đời đường, hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm được điêu khắc, được chuyển thành người nữ. Cho nên chúng ta vào chùa mà thấy hình tượng mẹ là chúng ta biết đó là Bồ Tát Quán Thế Âm. Còn hình tượng Phật rất là nhiều. Ở tại miền Nam thì chúng ta thấy thờ Phật, nhiều chùa là thờ Bổn Sư. Nhưng nếu chúng ta ra ngoài Bắc hoặc được đi Trung Quốc, chúng ta thấy một ngôi chùa thờ rất là nhiều Phật. Nhiều khi vô chúng ta cũng khó biết Phật nào. Phật Dược Sư hay là Bổn Sư hay là A-di-đà. A-di-đà ở Việt Nam chúng ta cũng là đơn giản là hình tiếp dẫn. Nhưng mà bên Trung Quốc rất là nhiều hình Di Đà. Đây là chữ phản, có nghĩa là quay trở lại, quay trở về. Đây là chữ cận, đối ngược với chữ viễn. Thì chữ trong đây chúng ta chưa học đến, nhưng ta cũng sẽ nhớ đây là quy tắc gọi là bộ quay xước, nét quay xước ở cuối cùng. Chữ đó là chữ cận. Và chữ cuối cùng là chữ kiến. Chữ kiến này cũng không có đơn giản, chỉ có chữ kiến là xây dựng. Thì cái bộ này cũng là một cái bộ quay xước, bộ dẫn mà ta đưa vào bộ quay xước hết.
Thì cái quy tắc này là nằm trong bộ quay xước, nhưng mà cái bộ này là đặc biệt đưa một chữ cho lớp chính là gọi là cái bộ dẫn. Và chữ này thì cũng hơi nhiều nét, cái chín nét. Thì cách biên cũng như là quy tắc của bộ quay xước chính là chúng ta phải viết chữ ở trong này trước, và sau đó chúng ta sẽ viết cái bộ dẫn ở sau. Nó cũng tương đương như là cái bộ quay xước. Thì chúng ta đếm cái bộ quay xước này mấy nét? 1, 2, 3 hay là 2? Nếu chúng ta viết như thế này thì là đây chỉ có một nét. 2. Chúng ta đếm đây thì sẽ biết 9 hay là 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy bộ dẫn này người ta cũng gọi là đếm thành 3 nét. Nhưng mà có lẽ sau này tra từ điển khác, chúng ta sẽ thấy có chỗ sẽ gom cái này lại thành 2 nét. Nhất là từ điển hiện đại, chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều thay đổi so với cổ đại. Bộ ở trong gọi là Hán ngữ hiện đại sẽ không còn 214 bộ. Vì là chữ đã giản thể cho nên là sẽ không còn một số bộ ở trong đó, cho nên sẽ mất đi khoảng gọi là 450 bộ, chỉ còn khoảng 600-700 bộ mà thôi. Thì đó là văn hiện đại. Văn hiện đại, văn cổ đại khác nhau ở chỗ nào? Ví dụ quý hòa thượng của chúng ta gọi là các ngài dịch kinh, nghĩa là nhìn chữ các ngài dịch kinh. Nhưng mà khi nói chuyện thì không thể gọi là nói. Vì sao hiện giờ cái văn hiện đại người ta không phải dùng như là tiếng cái âm Hán Việt của mình. Nên ví dụ như chữ này là chữ kiến, nhưng mà văn hiện đại chúng ta không phải đọc kiến, mà chúng ta đọc cái gì ạ? Đọc gì ạ? Thì đọc chen. Kiến lập phải đọc là chen ly. Kiến lập. Còn Phật giáo cũng vậy, không đọc Phật giáo mà đọc là phỏ treo. Đó như vậy. Ở lớp chúng ta học kỳ khóa này cũng như khóa trước không có học tiếng Hoa, chỉ học tiếng Anh. Cho nên nếu mà lớp chúng ta có cái đề nghị học tiếng Hoa, chúng ta cũng sẽ thấy rất là hay. Vì từ cái chữ này kiến qua cái âm gọi là bạch thoại, không phải là kiến mà biến thành chen, chen ly. Rồi Phật giáo đọc là phỏ treo, học viện đọc là xuể duyên. Đó là đọc như vậy, nó gọi là Hán hiện đại. Khi học Hán hiện đại thì chúng ta có thể nói chuyện với người Trung Quốc. Còn học Hán cổ đại thì chúng ta chỉ có thể tiếp xúc với người Việt Nam chúng ta. Nhưng mà học được chữ này qua Trung Quốc nhiều khi không hiểu. Người ta nói không hiểu, nhưng mình biết được chữ Hán mình cũng có thể viết. Người ta cũng có hiểu mình muốn nói gì. À, đây là chữ kiến, là chữ cuối cùng trong bộ gọi là quay xước. Rồi tới quốc chữ gọi là ngoại lệ. Chúng ta đi vào từng chữ. Và đây là chữ học. Và học giảng thể phồn thể là chính là chữ này. Mà nếu học phồn thể mà chúng ta nói là trên trước dưới sau thì nó đúng quy tắc này. Hoặc là trái trước rồi phải sau thì đúng. Nhưng mà quy tắc gọi là giữa trước hai bên sau thì nó không có nằm trong quy tắc này. Mà chữ giảng thể thì chúng ta càng thấy rõ ràng chữ này nữa. Vì chữ này ở đây người ta nói chính là chữ tiểu. Nhưng tại sao không có biên giữa trước mà biên nét này, này tới này. Thì cho nên chúng ta mới nói rằng cái chữ này không có gọi là không theo quy tắc chính là ba cái nét ở trên. Cho nên phần trên của các chữ ở trong đây có ghi mà đây không có đưa vào, như chữ thường, chữ đường, chữ thường ở trong bài trang 31. Thì theo quy tắc giữa trước hai bên sau. Nhưng mà tới cái chữ này thì không theo quy tắc đó. Thì chính là người ta nói là bất quy tắc, các trường hợp ngoại lệ. Thì đây là quy tắc, bất quy tắc ở chỗ này. Còn các chữ khác thì người ta sẽ biên như thế này, giữa trước hai bên sau. Nhưng mà tới cái chữ học này người ta lại biên như thế này. Cho nên người ta quy nạp vào gọi là bất quy tắc
các trường hợp ngoại lệ. À, đây là chữ học. Chữ học ở trên có 3 chấm, là dưới là bộ nào thì chúng ta chưa học đến, chúng ta sẽ học ở thông. Nhưng mà cái chữ dưới đây là chúng ta biết là chữ tử. Ý nó là người con còn nhỏ là phải học cái bộ này, nó có một cái bộ ở trong đó là như vậy. Bộ học, cái chữ học có bộ tử. Thì chúng ta chú ý ở trên là bất quy tắc. Thì không yêu cầu chúng ta nói cho nhiều, nhưng mà đây chỉ nói ví dụ như chữ thường, ở trên là bộ tiểu ở trên. Chữ tiểu ở trên là viết giữa trước, hai bên sau. Thì qua chữ học với chữ giác lại không theo quy tắc này. Và đây là chữ học phồn thể. Và tiếp theo chữ giác cũng tương tự như vậy. Giác là giác ngộ. Cho nên cái ý ở trong đây chúng ta thấy rõ ràng, có bộ kiến là thấy. Giác ngộ là phải có cái sự gọi là thấy biết. Chứ không hề nói giác ngộ của chúng ta là một cái sự mù mờ. Và chữ giác này còn có nghĩa là tri giác, giác quan, vân vân là chữ giác này. Thì chúng ta chú ý bộ ở trên không theo đúng quy tắc. Là chữ giác. Đây là giác phồn thể. Tiếp theo chúng ta phần qua một cái phần gọi là bất quy tắc, tất nhiên là các trường hợp ngoại lệ. Và đây là chữ đau. Chữ đau thì đáng lẽ chúng ta phải biết cái chữ nào trước. Lẽ là chúng ta phải biết giờ là chữ phẩy trước. Ở trong bài của chúng ta trang 31 có nói là chữ cũ và chữ cập là chữ phẩy viết trước. Nhưng mà qua tới chữ đao này thì chúng ta thấy là nét ngang, gập, gọi là hơi phẩy, móc, rồi mới tới nét phẩy này. Cho nên người ta đưa vào bất quy tắc, hay là các trường hợp ngoại lệ. Và đây là chữ đao. Đao có nghĩa là cây đao hay là con dao. Thì có một chữ khác cũng tương tự, chỉ có hơi khác một chút là cái dấu phẩy cao lên một chút. Là ra là chữ gì? Là chữ lực. Nãy chữ đau, còn ở đây là chữ lực. Chữ này, hai chữ này chúng ta phải chú ý. Đây là chữ lực. Lực có nghĩa là sức, sức mạnh. Bây giờ cái phần ngoại lệ này, từ ở dưới còn thêm hai chữ nữa, đó là chữ tâm, là chữ hỏa. À, đây là chữ tâm. Cái chữ tâm này chúng ta thấy rằng không có biên gọi là giữa trước, hai bên sau, mà lại ghi hai bên trước rồi mới có cây sổ ở chính giữa. Nhà có kỳ không ạ? Hay là chúng ta biên chữ tâm của Việt Nam cũng là giữa trước, hai bên sau. Thì cái này là khóa trước cũng có người lên tiếng thắc mắc, ủa cái này như đâu có ngoại lệ, này phải biên giữa trước. Nói không biết cái này gọi là máy biên, gọi là hệ thống nó biên. Hay nói cái khác, cái chữ này có thể là khác với người Việt Nam chúng ta. Nhưng bây giờ khi mà đưa vào ngoại lệ, chúng ta mới thấy ngoại lệ. Hay là từ xưa đến nay chúng ta biên cứ là giữa trước, hai bên sau, mà không biết nó là ngoại lệ. Mà chữ đau với chữ lực, để tin chắc rằng chùa nào, cái lớp tiếng Hán nào đều nói là ngoại lệ. Còn chữ tâm này cũng là khi mà tra một số từ, số sách của và chữ Hán thì thấy rất là ngoại lệ, vì nó biên hai bên trước rồi nó mới vào chính giữa sau. Chúng ta thấy cái phần mềm này nó cũng vậy, hai bên, hai dấu chấm rồi chúng ta vào giữa sau. Là chữ này là chữ gì ạ? Là chữ này chữ tâm. Gọi là một cách biên khác của chữ tâm mà chúng ta đã học rồi, gọi là cái gì? Bình câu. Cái này người ta hơi nói là nửa vầng trăng sáng, rồi ba ngôi sao trên trời là chữ tâm này. Còn chữ tâm này là chữ tâm đứng. Hai chữ này chúng ta đều chú ý để đọc ra chữ tâm. Và cuối cùng là chữ hỏa. Ta thấy biên có khác không ạ? Hai chấm trước. Còn phần đông nhiều khi chúng ta chưa để ý, chúng ta có biết nét này trước, rồi chúng ta nét này chúng ta chấm thêm nét nữa, đúng không ạ?
Thì bây giờ chúng ta thấy cách biên này thì giờ chúng ta đã biết rồi, hai chấm hai bên, và ở trong là chữ gì? Chữ gì đây? Là chữ nhân. À, đây là chữ hỏa, có nghĩa là lửa. Như vậy phần múc phần chúng ta cũng đã học xong. Nhờ chúng ta qua những cái phần các chữ gần giống như nhau để phân biệt. Thì cái phần múc thuần mà Tuệ đưa lên mạng thì không có cái phần sau cùng là các chữ gần giống nhau. Thì khi về thì Tuệ sẽ đưa lại cho nhân viên văn phòng để gọi là lót lên, upload lên cái phần này. Nghĩa là từ đây trở về sau là cái phần bút thuận, file BBT không có mấy cái này thôi, chứ còn rất là đầy đủ. Giờ chúng ta ôn lại. Lần trước chúng ta phân tích hai chữ đầu tiên là chữ gì ạ? À, mẫu với mỗi. À, ba chữ tiếp theo. À, chữ đầu tiên. À, chữ tiếp theo. Chữ cuối cùng. Là gì ạ? À? Thì chúng ta mới nhớ mấy chữ này. Mặc dù chưa có từ vựng để chúng ta thi mấy từ này, nhưng chúng ta cũng nhớ. À, tì trồi là chữ này, trồi lên. Kỷ sục nghĩa là sục xuống. Và dĩ linh đinh. À, ba chữ này phải nói rất là gần sát với nhau. Tì trồi, kỷ sục, dĩ linh đinh. Thì trong ba chữ này thì chữ kỷ này xài nhiều nhất. Từ kỷ có nghĩa là bản thân mình. Còn chữ dĩ có nghĩa là đã là. Còn chữ tỵ thì nó nằm ở đâu? À, nó nằm tí sửu dần mèo rồi thiên can địa chi. Có tiếp xúc với nó thì sẽ có, còn không là chúng ta ít tiếp xúc đến. Thì ba chữ chúng ta phải nhớ. Và tiếp theo hai chữ này là chữ gì ạ? Chữ nào tài, chữ nào thủ? À, thủ trước, tài sau. Đây là thủ, và đây là tài. Để khôi con chuột đều thấy thì khỏi vẽ. Và các chữ theo là chữ gì ạ? Nhân, bác, nhập. Thì hôm nay chúng ta học thêm chữ hỏa nữa. Thì nhìn có lẽ là không giống mấy, nhưng mà khi phân tích chúng ta thấy biên hai chấm rồi tới chữ nhân ở chính giữa, thì nó cũng gần giống như là bộ nhân chúng ta đã học, thì chỉ cần thêm hai chấm. Rồi có một số từ rất là gần giống với nhau nữa. Dạ, chúng ta ôn lại. Chữ này chữ gì ạ? Dạ, tiếp theo. Tiếp theo. Phù. Thì thiên cái phù này thì bữa khi mà trình bày xong thì có học viên không đồng ý là phù lớn hơn trời. Thì ta nói đây là chỉ là cách học thôi, chứ nó không phải là tuyệt đối lắm. Nếu mà ai mà chế cái chữ này mà phu mà lớn hơn trời là chúng ta phải la cái người Trung Quốc, cái người nào chế chữ, chứ không phải là tề chế. Nếu ông trời thì rõ ràng là lớn hơn ông chồng. Nhưng mà thậm chí chúng ta tiếng Việt chúng ta còn câu là nhất vợ nhì trời mà. Nên là người Trung Quốc người ta chồng nam, người ta nói là nhất chồng rồi nhì trời, cũng có thể là như vậy. Còn Việt Nam chúng ta thì có câu là nhất vợ nhì trời, dành cho những người thương vợ hay là sợ vợ. Chứ còn Việt Nam chúng ta vẫn còn là chồng nam khinh nữ. Và người Trung Quốc là mặc dù rất là nhiều cái chế độ ưu đãi cho người nữ. Ví dụ bây giờ nữ sinh đi thư thì vào cái ngành nào đó thì được thêm điểm, và một cái quan nào đó là ưu tiên dành cho nữ. Nhưng mà rõ ràng cái truyền thống chồng nam khinh nữ nó vẫn còn là tiếp tục ở trong đời sống xã hội của người Trung Quốc, kể cả người Việt Nam. Cho nên là ta nói là nhất nam thì viết hữu, một con trai là gọi là có, mà thập nữ thì viết vô, có 10 con gái cũng xem như là không. Thì nghe vậy mấy cô tính nữ ngồi đây rất là buồn. Còn nếu mà chúng ta sống trong gia đình cha mẹ thương yêu bình đẳng thì chúng ta cảm thấy rất là hoan hỷ. Nhưng mà có nhiều gia đình phải nói rằng thương con trai hơn con gái, nhiều khi rất là lộ liễu ra, rất là công khai, thì làm cho những người con gái rất là buồn phiền. Mà cái điều này thì trong, thậm chí trong chùa của Tuệ vẫn là có trường hợp này. Một cô đi tu thì khi về nhà
thì vẫn là nói rằng con trai là hơn hết. Nhưng bây giờ tu một thời gian mười mấy năm, 20 năm thì tự nhiên có một cái sự chuyển. Và sư cô này về cũng báo lại bây giờ trong gia đình em thì cũng có cái sự thay đổi. Nên là sau khi mà ba chết hoặc là má chết thì giao cho cái cô, nghĩa là người tu đó đó, nghĩa là tổ chức lễ tang. Còn hồi xưa là chỉ biết con trai thôi, con trai sẽ hưởng này hưởng kia, không để ý tới con gái gì cả. Nhưng mà đây nói người tu, mà tu phải thời gian lâu, cha mẹ mới cảm nhận điều gì đó, mới là giao cho sư cô làm lễ tang. Đó chúng ta thấy. Cho nên là chữ phu này mà nói rằng cao hơn trời, thì đây cũng là một quan điểm thôi, chứ không phải tuyệt đối. Chúng ta nghe cũng đừng có mà phiền hoặc là chấp. Như bây giờ nó là nhất vợ nhì trời, thì cũng là quan điểm của một số người, chứ cũng phải hoàn toàn. Thậm chí bây giờ ở Việt Nam cũng như ở Trung Quốc, nhất là Trung Quốc trước và tới Việt Nam chúng ta sau, bây giờ là nam thừa hay là nam thiếu? Chồng nam riết bây giờ nam thừa mà gái thiếu, vì sao như vậy? Thì đây cũng nói ra cũng là một hiện tượng, nó đi cái hậu quả theo sau phải nói rất là đau lòng. Ở chỗ nào? Ở một, nhất là ở miền quê. Và cái thời đại bây giờ là thời đại gì? Hiện đại. Cho nên khi có thai người ta đi siêu âm, mà siêu âm rồi biết là con gái, người ta về tìm cách bỏ. Cho nên trường hợp phá thai vì lý do này cũng rất là nhiều. Và một vài lý do khác, như hiện giờ nam nữ có cái sự tự do quá lố, rồi đến khi có thai thì sao? Cũng là phá. Nên hiện giờ những cái nhà gọi là bác sĩ, bệnh viện, người ta lên tiếng, cứ một em bé được sanh ra thì có một em bé chết đi. Vì cái trường hợp như Tuệ vừa nói đó là phá thai. Và những trường hợp khác nữa rất là nhiều, vì bệnh tật hay là vì một cái lý do nào đó thì nó khác hẳn. Nhưng mà lý do mà vì trọng nam khinh nữ phải nó rằng chiếm dường như là một nửa. Vậy Tuệ cũng vừa đi Đài Loan 10 ngày về, cho nên cũng có dặn nhân viên văn phòng là xếp cho Tề ra cái tuần khác. Tại những cái ngày gọi là cái giờ mà hắn cổ cơ bản, thì Tề cũng muốn đứng lớp. Tại như Tề nói là cái khoa Trung Văn không phải là mình Tề gọi là chuyên gia về tiếng hắn cổ. Rất là nhiều thầy, nhiều cô rất là giỏi về hắn cổ. Nhưng mà khi họp để mà nói rằng dạy cho lớp đào tạo, dạy chương trình như thế nào, thì có nhiều ý kiến dạy ngang chính quy, là cái điều đó là Tề đã lên tiếng không đồng ý, làm sao ngang được. Mà thật ra từ khóa 1 là đã dạy ngang chính quy. Khóa 1 thì tương đương với khóa 7, thường tòa Minh Thanh đứng lớp. Cho nên chính quy dạy sao, thường tòa đem dạy đào tạo từ xa như vậy. Rồi lớp học phải nói là đuối luôn, vì học không nổi. Và khi mà Tề đề nghị là dạy từ đầu, dạy nhập môn, nó nói trời dạy nhập môn mấy cái này có gì đâu mà dạy. Chính vì thôi người ta nói là nếu mà Tề đứng lớp thì Tề sẽ dạy theo cái cách của Tuệ. Thì khi mà dạy được một hai khóa, khóa 2, khóa 3, thì bây giờ trong khoa mới cảm nhận được thôi dạy vậy cũng rất là tốt. Và thậm chí nhiều thầy, nhiều cô xin những cái bài này để đem về để chi? Dành tài liệu để dạy cho đệ tử. Vì thấy cách dạy này là đi từ dưới lên trên, không có quá khó. Nhưng mà nếu chúng ta đi dễ, nó cũng không dễ, đúng không ạ? Vì rõ ràng có từ, như là năm từ này chúng ta học là phải cũng mệt rồi. Người mới học có biết chữ nào đài, chữ nào thái, chữ rồi khuyển, ba chữ này rất là giống nhau. Dấu chấm dưới, dấu chấm trên là đổi nghĩa liền. Rồi hai chữ này khác nhau ở chỗ nào? Có thêm một gạch. Rồi gạch thấp một chút. Và nếu mà như Tề vừa nói gạch thấp một chút, thì chúng ta có thể gọi là nhất trời, rồi tới nhì là chồng ở chỗ này. Vì gạch ở này là gì? Thấp xuống một chút. Còn giải thích cách khác, chúng ta lấy cái đầu nhô lên thì cao hơn ông trời. Cách giải thích nào cũng đều được cả. Nhưng mà vừa qua Tề nhắc tới vấn đề người nữ, người nam. Và thêm một cái khác nữa là hiện giờ chúng ta biết Trung Quốc là một cái dân tộc là dân số rất là đông, 1 tỷ mấy. Cho nên học quan sát vấn đề gọi là kế hoạch gia đình này rất là gắt gao. Nếu mình làm cán bộ mà có đứa con thứ hai là gì? Cách chức. Rồi phạt bao nhiêu triệu đồng đó, rất là nặng. Rồi dân quê thì thoải mái, bị phạt thì họ cũng chẳng có tiền để phạt. Nhưng mà dân quê họ không chịu vô hộ khẩu cho đứa con thứ hai. Rất là nhiều cái gọi là biện pháp để chế tài.
Thì khi mà chế tài như vậy, chỉ có một đứa con thì đưa tới cái hậu quả là gì? Là sanh con trai mà bỏ con gái. Dù là nhà nước đưa rất nhiều cái chế độ ưu tiên cho con gái, và thậm chí như ta nói là thực tế hiện nay là con gái nó có giá hơn con trai ở chỗ nào? Nó chọn bạn trai. Tại vì khi tuệ học qua bên đó, mấy đứa con gái mà tới ký túc xá mình chơi cho nó dở về nấu ăn. Mình nói, ôi sao mấy con dở về nấu ăn vậy? Tại vì khi nó nấu cái nó bay cái bếp mình, phải nói quý sư cô sợ luôn. Nó thà mình nấu cho nó ăn còn sướng hơn để nó nấu cho mình, nghĩa là dọn cái bếp cũng chết. Thì khi hỏi nó tại con thương sư phụ con mới vô nấu á. Nói vậy khi con lập gia đình thì sao? Con lập gia đình thì chồng con nó phải nấu cho con ăn chứ. Ủa sao kỳ vậy? Nó già bây giờ vậy đó. Nghe đứa con gái nào nó đều đưa ra cái tiêu chí của nó là người chồng phải biết nấu cơm, à dọn nhà, à săn sóc con cái. Cái điều tại cũng thấy khi mà mình buổi chiều á nó nóng mình cũng đi ra dạo mát, cái mình cũng thấy cô giáo cũng là nhàn nhã đi dạo mát, cái mình mới hỏi, ủa giờ này cô ở nhà nấu cơm hả? Cái cổ ngạc nhiên, ủa là sao cổ mới nấu cơm? Nấu cơm là chồng cổ nấu chứ. Đó, làm việc như vậy. Và một thầy giáo ở Trung Quốc khi về Việt Nam lấy một cô giáo người Việt Nam, thì cô giáo này cũng than, nếu cô biết không, hồi xưa hả, ảnh ở Trung Quốc á, thì ảnh nấu cơm cho em ăn, cái ảnh về Việt Nam mình thấy con gái Việt Nam nấu, anh qua tới Trung Quốc ảnh không thèm nấu nữa. Đó, có nghĩa là người Việt Nam chúng ta còn khổ hơn là người Trung Quốc. Nhưng mà hiện giờ có một cái tin mới là mới họp Quốc hội Trung Quốc là đồng ý cho sanh hai người con. Vì sao như vậy? Bây giờ cái hệ quả nó sanh ra rất là nhiều cái hệ quả như tuệ và nói phá thai. Thì cái điều đó là về vấn đề nhân bản. Nhưng mà về vấn đề kinh tế của Trung Quốc hiện giờ người ta đang lo lắng ở chỗ nào? Lão hóa đất nước Trung Quốc. Nghĩa là dân tộc Trung Quốc bây giờ số lượng người mà 50 tuổi rất là nhiều. Tất nhiên là số lượng người về hưu không còn lao động rất là nhiều. Mà số lượng người trẻ chưa kịp gọi là tiến lên. Như vậy về kinh tế sẽ có một cái hậu quả rất là, như chúng ta nói là không tốt. Cho nên bây giờ Trung Quốc thì sao? Cho sanh đứa con thứ hai mới ra cái quyết định gần đây. Còn Việt Nam chúng ta thì sao? Gia đình thì cho hai con. Nhưng bây giờ cũng đổi, không phải là bắt buộc hai con, mà chỉ nói rằng nên có hai con để nuôi nó cho tốt mà thôi. Chứ không phải bắt buộc mình có hai con. Cũng là từ những kinh nghiệm của các nước mà chúng ta thấy được. Cho nên vấn đề mà chúng ta nói nam nữ ở đây, nếu được bình đẳng thì rất là tốt. Còn nếu không thì người chồng phải lo cho người vợ, người vợ lo cho người chồng thì tốt. Còn nếu mà nói rằng vợ lớn hơn chồng hay chồng lớn hơn vợ thì rõ ràng thì cũng không phải hay cho lắm. Mà nếu là chồng hoặc vợ lớn hơn trời thì đây chỉ là một cái quan điểm thôi, chứ không có gì mà phải bận tâm mà nói rằng sao sư cô giảng là ông chồng lớn hơn trời, con không đồng ý cho lắm, thì phải nói cái này không có gì phải nói khó khăn. Thì đây là năm chữ để đưa ra, chúng ta thấy nó gần giống như nhau. Chúng ta chú ý, và đây là chữ gì chúng ta nhớ lại lần nữa. Đại, Thái, Khuyển, Thiên, Phù. À, dòng tiếp theo, hiện giờ chúng ta đang học mới, học lại mấy chữ này, thì chúng ta đọc lại lần nữa. Và chữ đầu tiên, Vương, Chủ, Ngọc, Thổ, Công. Vậy chữ công chúng ta mới học cũng là thấy gần giống nhau chỗ nào. Chỉ cần cái đầu nó lên chút nữa thì ra chữ gì? Thổ. Và hàng dưới nó cũng gần giống tiếp theo nữa là Sĩ, Nhâm, Can, Hãn, Ngọ. Chữ sĩ này là chữ thổ dài hơn chút, biến hình ra là chữ sĩ. Chữ nhâm chúng ta cho một dấu phẩy ở trên thành chữ nhâm. Rồi chữ can chúng ta bỏ bớt một nét ở dưới. Rồi ba chấm thủy thành ra chữ hãn. Rồi dấu phẩy ở trên thành ra là chữ ngọ. Rồi chúng ta ôn lại chữ này. Vương, Chủ, Ngọc, Thổ, Công, Sĩ. Hai chữ tiếp theo, Thập, Thiền. Thì chữ thiên này là chúng ta thấy là không cần là thắc mắc. Thiên này là ngàn, thiên này là trời.
Và lần trước đã đưa một số chữ tân, chữ thân cho chúng ta thấy. Mà chữ đó sẽ không đưa qua khóa 5 vì chữ đó rất là nhiều nét. Mặc dù một số ý kiến khóa 2, khóa 3 đều đưa vào khóa 4. Nhưng mà cái chữ tân thân nhiều nét quá thì sẽ chỉ là giải thích tại lớp, nó không có đưa vào trong bài. Và một số nét giống nhau nữa. Hai chữ ở trên, đau, lực, là chúng ta chú ý lực là có cái nét ở trên. Và năm chữ ở dưới chúng ta phân biệt điền, nhật, viết, bạch, mục. Thế vậy chữ bạch này là dường như là không có trong bài, nhưng mà đưa vào đây luôn để chúng ta thấy là từ cái chữ viết có dấu phẩy thành ra là chữ bạch. Tiếp theo, hai chữ đầu tiên ta so sánh là chữ gì ạ? Phụ, giao, là chữ tiếp theo. Tả, hữu, tả là bộ gì? Bộ công. Hữu là bộ khẩu. Như vậy bên trái là bộ công, bên phải là bộ hữu. Thì chúng ta cũng tự chế biến để chúng ta học, nghĩa là cái miệng thì sao? Bên tay phải, mà cái tay nghĩa là việc làm ở bên tay trái. Khi mà chúng ta tự mình nói ra như vậy thì chúng ta dễ học hơn. Chứ cũng không phải là ai mà tự diễn dịch hết tất cả phần lục thư cho mình. Và chữ giao ở trên đây chúng ta nhớ là trên có bộ đầu. Và tiếp ba chữ dưới. Chữ dưới là tiểu. Và tiếp theo là chữ gì ạ? Trần. Có nghĩa là đất mà nó nhỏ, thành ra là bụi, là trần. Và chữ tiếp theo, chữ này hơi khó vì ít xài, nhưng mà cũng đưa cho chúng ta có khái niệm là trên nhỏ mà dưới là đại. Nghĩa là nhỏ ở dưới là lên nhỏ nhọn một lần, thì tất nhiên là nhọn. Ở đây là chữ tim, nhọn. Ở đây là gần giống như nhau. Chúng ta đọc để cho đừng có quên. Và chữ đầu tiên là gì ạ? À? Vấn có nghĩa là hỏi, chứ không phải đây là chữ hỏi. Ở đây là vấn có nghĩa là hỏi. Và từ tiếp theo, nhàn, gian, văn. Này cũng là nhàn. Và chữ tiếp theo, não. Thì đây là phân tích, chứ không phải là tất cả chữ này đều có trong bài học. Như chữ gian chúng ta chưa có, chữ văn này chúng ta chưa có. Còn đây là một cách biên khác của chữ nhàn. Và chữ náo này chúng ta sẽ học trong lục thư. Đây là vấn, hỏi. Nhàn là nhàn nhã. Gian là khoảng giữa. Văn là nghe. Rồi nhàn, đây là náo. Thì cái chòm ở trước cửa, trong là chữ thị. Cái chòm ở trước cửa thì sao? Náo nhiệt, ồn ào. À, đây là cái từ, số từ chúng ta sẽ học trong lục thư. Và một số từ khác nữa. À, đây là toàn là từ của học viên đưa lên, tề đã thu tập hết ở đây. Hai chữ này chưa học đến, chúng ta chú ý thôi chứ còn chưa có trong bài. Ở đây là chỉ, còn đây là chánh. Còn hai chữ này lý với quý. Còn hai chữ tiếp theo kim với lệnh. Hai chữ tiếp theo nữa hộ với thi. Thì chữ này chưa học hết, nghĩa là chưa học, chúng ta chưa học những chữ này. Thế vậy là chúng ta xong được cái phần bút thuận. Bây giờ chúng ta qua phần từ vựng, nhưng mà gần hết giờ thì Tuệ sẽ đưa bài tập cho lớp đi photo rồi chúng ta vô. Cái photo làm sao mà đầu giờ có để phát cho lớp. Dạ, bây giờ chúng ta nghỉ giải lao và đưa cái này lên cho phòng photo, photo cho lớp, mô Phật. Dạ, xin ban đại diện lớp, ban cán sự lớp lấy bài tập lần thứ 3 và lần thứ 4 đưa cho lớp. Dạ, ai ban cán sự là lớp.